Màn kịch của người vợ lấy mạng chồng bằng dây điện thoại, hơn chồng gần 20 kg. Thêu khai trong lúc bị chồng tác động vật lý đã phản kháng, lấy mạng chồng bằng tay và dây điện thoại. Để che giấu hành vi, cô ta gọi điện thông báo cho nhiều người rằng chồng tử vong vì tai nạn. Khoảng 1 giờ ngày 20 tháng 9, một người hàng xóm của An Thị Thêu 29 tuổi ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, giật mình khi nhận được điện thoại của Thêu báo tin chồng chị ta là anh Phan Văn Khang 32 tuổi bị tai nạn nhờ sang giúp đỡ. Ngay sau đó, mẹ chồng của Thêu cũng nhận được điện thoại của con dâu báo tin với giọng nghẹn ngào rằng con trai bà bị tai nạn không qua khỏi. Khi sang tới nơi, anh hàng xóm thấy anh Khang đang nằm trên giường, tay vắt ngang bụng, còn Thêu đang dùng cao ra sức xoa bóp cho chồng. Sờ vào người, anh nói: "Anh Khang tử vong rồi, còn xoa cao làm gì nữa?" Ngay sau đó, anh gọi điện cho công an xã, công an huyện Phù Cừ và phòng PC45 công an tỉnh Hưng Yên, nhận được tin báo cũng đã tới hiện trường trong đêm. Trước mặt tổ công tác, Thêu khóc lóc vật vã, nét mặt ủ ê kể sự tình. Theo Thêu, gần 23 giờ ngày 19 tháng 9, anh Khang mặc quần sọt, áo phông xanh đi ra ngoài đường. Đến khoảng 0 giờ 20 phút ngày 20 tháng 9, người vợ thấy tiếng động ra mở thì thấy chồng bị ai đó đánh, nằm ngửa trước cửa. Thế vậy, Thêu gọi con trai lớn ra khiêng vào trong giường rồi gọi người đến cứu giúp. Nhận thấy những lời khai của Thêu có nhiều mâu thuẫn, cộng với những dấu vết trên cơ thể anh Khang, vết bầm tím trên cổ, các điều tra viên đã dày dạn kinh nghiệm, nghi nguyên nhân chết của anh Khang nên làm rõ thêm lời khai của Thêu. Dù có lúc khóc lóc, tỏ vẻ đau đớn trước cái chết của chồng, nhưng ngay sau đó, Thêu giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nhất mực cho rằng anh Khang bị ai đó tác động vật lý trước cửa. Suốt từ lúc vụ việc bị phát hiện, Thêu kiên quyết đổ bê tông, nói không liên quan đến cái chết của anh Khang. Cho đến hơn 7 giờ sáng ngày 20 tháng 9, Thêu mới thừa nhận là thủ phạm. Thêu kể, kết hôn từ năm 2004, một năm sau sinh con đầu lòng. Cuộc hôn nhân gần như không có tình yêu. Chị ta và anh Khang đến với nhau qua mối lái, chỉ sau 1 tháng thì lễ cưới diễn ra. Trước đây, Thêu làm ở công ty may, nhưng từ năm ngoái sau khi bố chồng mất, chị ta bỏ làm ở nhà chăm sóc 2 con. Hai vợ chồng thuê phòng trọ ở Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để bán nước mía. Anh Khang vừa phụ vợ bán nước, vừa rửa xe máy kiếm thêm thu nhập. Kinh tế của vợ chồng Thêu tạm ổn so với mặt bằng chung dân cư nơi đây. Theo lời Thêu, từ ngày lấy nhau, anh Khang chăm chỉ làm ăn, làm đủ mọi nghề, có lúc đi xe khách ở bến Mỹ Đình, có lúc buôn hoa. Bản tính hiền lành được mọi người yêu mến, nhưng không hiểu sao, 3 năm trở lại đây, anh bỗng nhiên trở tính, suốt ngày uống rượu. Nếu như trước đây phải có công việc cưới xin dỗ chạp hay ma chay thì anh Khang mới uống rượu, nhưng giờ rượu như là cơm ăn nước uống hàng ngày. Mỗi lần say rượu, anh Khang lại về nhà lẻ nhè, mắng chửi xúc phạm vợ. Thêu nói rằng nếu cho chồng chị ta uống thoải mái thì có thể phải hết cả lít rượu. Và nhiều lần, trận so găng giữa hai vợ chồng đã diễn ra trong cơn say xỉn của anh Khang mà phần thắng bao giờ cũng nghiêng về phái mạnh. Đêm ngày 19 tháng 9, sau một ngày lu bù với rượu, anh Khang trở về quán bán nước mía, bắt cậu con trai đang say giấc phải đi về nhà. Thêu can chồng xong không được, anh Khang lẻ nhẻ chửi vợ và túm đứa con bắt dậy, nhưng cậu bé không đồng ý. Anh Khang tức giận đá vợ rồi túm tóc cho vợ mấy trận lên bờ xuống ruộng. Theo lời Thêu, bao tích tụ vì thói say xỉn của chồng bùng lên, cô ta đẩy anh chồng lẻo khẻo ngã xuống đất rồi ngồi đè lên tác động vào cổ. Cánh tay chắc nịch của người đàn bà lực điền siết chặt với tất cả nỗi uất hận. Chưa hết, Thêu còn lấy chiếc dây sạc điện thoại khiến chồng tắt thở. Thêu chia sẻ: "Em những 69 cân, còn chồng em 48 cân, nhưng em không dám chống lại vì sợ mang tiếng. Bọn em ở sát nhà mẹ chồng mà. Có lần anh ta đi uống về giữa đêm, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đến nỗi con em phải lên gọi bà nội xuống can thiệp. 1-2 lần em phải ngủ nhờ nhà bà bác là bị anh ta cầm dao đuổi." Thuê bảo chỉ muốn dạy chồng một bài học cho tỉnh, không ngờ quá tay. Cô mong mẹ chồng hãy chăm sóc 2 con vì khi nhỏ đều bị sai giật. Bác sĩ khám bảo động kinh. Năm nào em cũng phải đưa các cháu đi viện. Nếu không xảy ra việc này thì sắp tới em cũng phải đưa cháu lớn đi khám tổng quát lại lần nữa, theo lời bác sĩ dặn. Người đàn bà gây tội bật khóc. Một ngày cuối thu, ở thôn Cát Dương, chị Nguyễn Thị Thà, cán bộ hội phụ nữ xã cho hay. Đây là một địa chỉ mà hội phụ nữ xã vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ bởi sự khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt của gia đình. Suốt buổi nói chuyện, Bà Hoản, mẹ chồng của Thêu, nước mắt không ngừng rơi. Chồng hay đau yếu, mẹ chồng già cả, chỉ với 5 xảo ruộng, bà tảo tần làm thuê quốc mướn nuôi 2 người con trai nên người. Năm 2004, anh Khang lập gia đình, bà Hoản mừng lắm bởi thấy con dâu mạnh khỏe, hay làm. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng anh Khang ra thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ thuê cửa hàng để rửa xe và bán nước giải khát. Năm 2005, rồi năm 2008, hai đứa cháu trai lần lượt chào đời. Đứa nào cũng bụ bẫm, hay ăn chóng lớn khiến bà càng thêm phấn khởi. Những tưởng người mẹ cơ cực ấy vơi bớt vất vả lo toan, thì tấn bi kịch đổ ập xuống. Bà Hoản nghẹn lời. Rạng sáng hôm đó, khi tôi đang ngủ ở nhà, thì nhận được điện thoại của con dâu. Cái Thêu bảo thằng Khang đi uống rượu về muộn. Khi mở cửa nhà trọ ra, thì đã phát hiện thằng Khang tử vong ngoài cửa từ lúc nào. Tôi ngã quỵ xuống, gọi người thân ra ngay cửa hàng của chúng nó. Ra đến nơi thì thằng Khang đã lạnh cứng từ khi nào. Lúc ấy tôi cũng chả mảy may nghĩ gì. Nghĩ đến cơ quan công an thông báo thằng Khang tử vong vì bị vợ sát hại, lòng tôi càng tan nát hơn. Bà Hoản buồn rầu tâm sự. Cả hai đứa đều nóng tính. Thằng Khang thì thoảng cũng đi uống rượu to tiếng với vợ. Lúc nóng tính cũng có bạt tai vợ, nhưng chỉ là cãi cọ vụn vặt thế thôi. Cãi cọ xong hai đứa lại tập trung đi ăn cơm nuôi con. Vậy mà trong lúc giận, cái Thêu nỡ sát hại chồng nó. Thế là chỉ trong 1 năm 3 tháng sau đó, tôi phải lo 3 cái tang lớn liền nhau. Ông nhà tôi mất được 7 tháng thì bà mẹ chồng mất. Rồi chỉ vài tháng sau đó, thằng Khang cũng đi theo bố và bà nội về với tổ tiên. Chị Thà cũng xác nhận hai vợ chồng Khang và Thêu đều là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Thi thoảng hai vợ chồng có cãi cọ, chứ thực sự không có mâu thuẫn gì lớn hay dai dẳng cả. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, anh Khang mất, Thêu đi tù, bà Hoản một mình xoay sở nuôi 2 đứa trẻ. Cháu Phan Việt Khánh sinh năm 2005 và cháu Phan Việt Hòa sinh năm 2008. Chỉ tay vào 2 đứa trẻ bụ bẫm to khỏe đang chạy trước sân nhà, bà Hoản thở dài cho hay. Hai cháu nhìn bề ngoài khôi ngô thế nhưng đều chậm phát triển, ngây ngô. Bà Hoản cho biết cháu Khánh lẽ ra năm nay học lớp 6 nhưng giờ chưa đọc thông viết thạo. Thằng em học lớp 3 nhưng giờ đã biết chữ nào đâu. Thì thoảng tôi cho các cháu ra lớp tí thôi, còn cơ bản các cháu nghỉ ở nhà nghỉ. Con cháu nhà người ta tuổi này đỡ đần được việc nhà rồi, đằng này phải trông nom như trẻ mầm non. Vừa lúc có một phụ nữ đi xe máy vào nhà bà Hoản, rồi đặt túi quà nhỏ có gói kẹo 2 vỉ sữa xuống góc giường. Bà Hoản giới thiệu đó là chị gái của Thêu sang thăm bọn trẻ. Người phụ nữ ngại ngần cho biết từ ngày xảy ra sự việc, bố mẹ chị cũng rất đau lòng. Hồi bố bọn trẻ mất, gia đình chị có sang gặp bà Hoản tạ lỗi, nhưng bà chưa một lần oán trách gia đình họ. Bà Hoản nói trong nước mắt. Lúc đầu hai gia đình gặp nhau cũng gượng gạo, nhưng rồi tôi cũng nói với nhà bên đó, có nỗi đau nào hơn nỗi đau mẹ mất con, nhưng giờ tôi có làm cách nào, con tôi cũng không thể sống lại được. Nhà bên ấy mất con rể, con gái đi tù, họ cũng đủ đau xót rồi. Con Thêu gọi điện về, ngàn lần xin tạ lỗi, tôi cũng nuốt nước mắt vào trong, bảo cố mà cải tạo tốt, được mãn hạn sớm về nuôi con. Mẹ già rồi, chả cố mãi mà chăm con chúng mày được. Ngay thời điểm xảy ra vụ việc, trong tận cùng nỗi đau mất con, bà Hoản đã nén đau xót để viết đơn xin giảm án cho con dâu. Bà Hoản bảo, từ ngày Thêu đi tù, đã 3 lần được phép gọi điện về nhà, lần nào cũng chỉ khóc cầu xin tha thứ và nhờ mẹ già trông nom 2 con dại. Những lúc ấy, bà Hoản đều khuyên Thêu cải tạo cho tốt, rồi vội cho Thêu nói 1-2 câu với con. Do 2 đứa trẻ không khôn ngoan, bản thân bà Hoản già yếu, mắc bệnh xương khớp thần kinh, bà cũng chưa có điều kiện cho các cháu đi thăm mẹ trong tù. Bà cũng chỉ nói với 2 đứa nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, vài năm nữa mẹ về. Ôm 2 cháu nội vào lòng, bà Hoản xót xa kể. Lúc sinh ra thấy 2 đứa trẻ to khỏe, trắng trẻo như thiên thần, bà mừng lắm. Nhưng cả 2 đứa chỉ thấy lớn mà không thấy khôn. Hồi bố còn sống, mẹ chưa đi tù, có lần bà thấy các con đưa các cháu đi khám bệnh, về nói các cháu bị bệnh não chậm phát triển. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, giờ bà không có điều kiện đưa 2 cháu đi kiểm tra sức khỏe, cũng chả đủ sức đánh vật với 2 đứa đến lớp. Hàng ngày, bà dậy sớm nấu nướng, gọi 2 đứa trẻ dậy, cho ăn, rồi khóa trái cổng cửa để đi làm đồng, làm vườn. Nhưng do lo 2 cháu nghịch dại nên bà không làm việc liền mạch được như người ta. Cứ độ tiếng đồng hồ lại chạy về canh chừng. Bà Hoàn nghẹn ngào: con dâu tôi đã chót dại, cướp đi mạng sống của con trai tôi, nhưng vẫn là mẹ hai đứa cháu tôi chỉ mong nó cải tạo tốt, sớm được mãn hẳn tù, trở về cùng tôi chăm sóc chữa bệnh cho hai đứa cháu khờ dại.